Chào mừng các em học sinh đến với bài học trực tuyến môn thể dục khối lớp 7. Nội dung tuần chính là gồm bài thể dục và chạy bền. Kính mời các em chúng ta cùng theo dõi bài học. Yêu cầu của tuần này: 1. Nhận biết và thực hiện được 9 động tác của bài thể dục. Có nghĩa là khi tập thì các em chúng ta biết đó là động tác gì, tập như thế nào, thế nào. Yêu cầu thứ hai của nội dung chạy bền là các em biết cách hít thở trong chạy bền. Phần 1 là bài thể dục. Các em sẽ ôn lại 9 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy và điều hòa. Kính mời các em chúng ta cùng xem video clip. Cause
Nội dung thứ hai trong ngày hôm nay đó là phần trẻ bền. Nội dung thứ nhất là ôm lại cách hít thở trong trẻ bền. Nội dung thứ hai là các em chúng ta sẽ thực hiện chạy vòng số 8 trong trẻ bền. Sẽ kính mời các em ta cùng theo dõi bài học. Đầu tiên thì chúng ta cần khởi động, các em chúng ta xem là bài khởi động chuyên môn mình trước thầy đã hướng dẫn cho các em. Đầu tiên các em chúng ta cùng ôm lại cách hít thở trong chạy bền mà bài tuần trước thầy đã dạy các em. Cứ mời các em chúng ta theo dõi. Trong chạy bền ngày hôm nay là chạy vòng số 8.
các em chúng ta sẽ tự tập luyện chạy theo vòng số 8. Và các em chú ý nhớ là tập theo nhịp độ hít thở như thầy đã quy định dạy các em chúng ta thực hiện. Dặn dò các em về chúng ta thực hiện bài thể dục, các em chúng ta quay trước các động tác của bài thể dục. Thứ hai là chạy bền thì các em chúng ta tập luyện như trong nội dung bài thầy đã dạy. Các em chú ý một điều này thông báo là những bạn nào chưa làm đủ bài kiểm tra thì các em chúng ta liên hệ với thầy để được làm cái bài kiểm tra bổ sung cho kịp đợt báo điểm. Cuối cùng kính chào các em, hẹn gặp lại buổi tuần sau.